Chiêu độ ông ngoại Năm 2011 là thời điểm cuộc sống của tôi cực kỳ xuống dốc, sức khỏe cũng không tốt. Vì vậy, tôi bèn lên mạng tra tìm phương pháp thay đổi mệnh vận, thì tình cờ gặp trang web chuyên tu kinh địa tạng. Trưởng đoàn biết tôi là kẻ sơ cơ mới nghiên cứu giáo lý Phật, chưa có kinh sách gì, bèn gửi tặng tôi kinh địa tạng kinh kim cang kinh dược sư và một số sách nhân quả thiện thư tôi là sinh viên đại học đã nhiều năm hấp thụ nền giáo dục hướng theo chủ nghĩa duy vật thế nên vừa đọc vài trang kinh địa tạng thì đã cảm thấy nội dung trong đó giống như chuyện thần thoại quan đường nên không thèm đọc nữa đây là lần đầu tiên tôi tiếp xúc sơ qua với phật giáo Tiết thanh minh năm nọ, tôi không về nhà bà ngoại để tạo mộ cho ông ngoại. Mấy ngày sau, tôi mộng thấy ông ngoại. Trong ông có vẻ suy sụp và đang ở một vùng tối tâm. Ông tuyệt vọng hỏi tôi, Vì sao lâu rồi cháu không đến thăm ông? Thức dậy, tôi rất buồn. Thời điểm tôi chào đời, bà nội lần đầu gặp, vừa nhận ra tôi là con gái. Thì kể từ đó về sau, bà chẳng thèm lý đến tôi nữa mẹ tôi do vậy cũng nếm đủ mùi lạnh nhạt rẽ rúng từ bên chồng do đó mẹ cứ băn khoăn với ý nghĩ liệu có nên đem tôi cho nhà khác nuôi hay không ông ngoại tôi biết được bèn khuyên răng mẹ tôi sau đó bà đem tôi về nhà trong bà ngoại nuôi dưỡng nhờ vậy mà tôi thoát cảnh bị đem cho nhà người nên tôi rất mang ơn ông ngoại Tôi ở nhà ngoại được một năm, thì ông ngoại tạ thế. Lần này đột nhiên mơ thấy ông ngoại, tôi cảm thấy rất bất ngờ và buồn. Hai ngày sau, tôi xin phép nghỉ về thăm bà ngoại, kể cho bà nghe chuyện nằm mơ. Tại quê tôi có một thuyết là nếu mộng thấy người quá cố thì vận khí sẽ không may, nên bà ngoại lo lắng bảo tôi mua mấy ký thịt heo đem về cúng tế ông ngoại. Bây giờ nhớ lại, thấy lúc đó sao mà mình ngu si quá cỡ. Do cậu tôi gần 40 tuổi mà chưa cưới được vợ, nên điều này trở thành nỗi lo dây dứt của bà ngoại và các chị em cậu. Vì vậy mà hệ nghe đồn ở đâu có thầy bà nào Linh, thì họ gọi đến hỏi về tương lai hôn sự của cậu. Có lần dì tôi hỏi một bà thầy Tại sao ông ngoại chẳng chịu chúc phúc cho con trai? Bà này xem một hồi thì nói Ông ngoại cô hiện đang ở một nơi tối tăm không có ánh mặt trời Xung quanh toàn là nước Lại bị hai con mãng xà quán thúc Bản thân ông còn khó bảo trọng Nói gì đến chuyện giúp người thân Thế là các dì tôi bèn thỉnh bà thầy làm phép cho giết một con gà, một con vịt, một con dê để cúng tế ông ngoại. Bây giờ nhớ lại tôi càng đau lòng, vì hồi đó ngu si không hiểu Phật Pháp, nên cứ tưởng làm vậy là giúp ông ngoại, nào ngờ càng hại ông khổ thêm. Bởi trong kinh địa tạng có nói, người thân sát sinh giết hại để cúng tế cho người mất, tuyệt không có công đức gì, không có lợi gì cho người mất mà càng tăng thêm tội nặng cho mình và người mất. Tôi hồi đó liên tục chìm trong mê muội Tiếp theo còn làm thử rất nhiều phương pháp mà vẫn thấy mệnh giận cứ xui xẻo. Cho đến cuối năm 2012, tôi tình cờ gia nhập đoàn Tâm Thượng Liên Hoa sau khi học Phật mới bắt đầu hiểu ra. Lúc đó tôi chỉ nghĩ học Phật là phép thử cuối cùng xem như mình giấu được cổng rơm cứu mạng vậy thôi. Thế nên, hãy nghe các pháp hữu nói có pháp môn nào tốt, thì tôi liền tìm đọc và tu theo pháp đó. Năm 2013 Nghe tin sư tỷ bất ngữ đến chùa Đông Lâm làm công quả, tôi liền nhờ chị làm giúp mấy linh dị cầu siêu. Do lúc đó tôi chẳng biết tên ông ngoại, mà cũng không dám về nhà hỏi. Sợ gia đình biết tôi học Phật thì sẽ cười chê nên trên bài dị tôi chỉ ghi là ông ngoại của Trần Minh Anh. Sau khi học Phật, hiểu biết chút ít, nghĩ tới lời bà thầy nói ngày xưa, tôi rất đau lòng cho ông ngoại. Vì vậy mà bất kể tụng kinh, chú hay làm việc phúc thiện gì, tôi đều hồi khướng hết cho ông ngoại. Lúc đó tuy tôi chẳng biết tên ông, nhưng tôi nghĩ chư Phật Bồ Tát từ bi ác sẽ biết hết, nên ông ngoại tôi chắc chắn là sẽ được lợi ích. Tiết Thành Minh năm 2014, đoàn Liên Hoa tổ chức pháp hội tụng bảy bộ kinh địa tạng để cầu siêu cho tổ tiên. Tôi vốn là người có tính nôn nóng, thuở giờ luôn cảm thấy kinh địa tạng quá dài, ít khi chịu tụng. Nhưng nghe mọi người nói, kinh này có công năng siêu độ thần nhân đã mất sức hay, nên cũng chịu khó theo đoàn trì tụng bảy bộ. Lúc đó liễu sư tỷ nói, nếu ở trước mộ, cúng tế tức chay đơn giản, tụng thí thực và chú giảng sinh thì có thể làm lợi ích nhiều cho người mất. Vì vậy mà buổi tối trước tiết thanh minh, tôi ráng học thuộc chú giảng sinh. Sáng ra lúc đi tảo mộ dân lễ, tôi cúng thí thực, trì chú lục tự đại minh và tụng bảy lần chú giảng sinh hồi khướng trong ngoại và cử huyền thất tổ. Vào khoảng tháng 5, một đêm nọ tôi mộng thấy ông ngoại ông không nói gì với tôi chỉ dùng bút sắt viết ra tên ông sáng hôm sau tôi về thăm bà ngoại hỏi bà có phải ông ngoại tên là tô tuấn ân không bà ngạc nhiên hỏi làm sao mà con biết được lúc đó tôi rất xúc động như vậy đúng thật là ông ngoại báo mộng cho tôi rồi tôi lại hỏi có phải ông ngoại dáng người vừa tầm Cao khoảng 1m65, xương gò má khơi cao, ưa mặc bộ đồ lãnh tụ màu xám tro. Túi bên tả thường dắt một cây bút sắt, phải không? Bà ngoại đáp, đúng vậy. Tôi vô cùng kinh ngạc. Phải biết là khi tôi một tuổi thì ông ngoại nìa đời, nên tôi hoàn toàn không rõ dốc dáng ông. Nhưng hình ảnh này tôi thấy ông trong mộng. Sau khi đem ra hỏi bà thì hoàn toàn phù hợp. Lúc đó bà ngoại còn lắm bẩm. Cái ông già này mắc chứng gì mà về quấy rối con nhỏ kia chứ? Biết được tên ông ngoại rồi, tôi bèn nhờ chị Bất Ngữ và chị Tiểu Đào giúp tôi làm ninh dị cho ông. Lúc tôi đến Nam Sơn Tự tham dự Phật Thất, cũng trinh trọng làm bài dị giảng sinh cho ông ngoại. Suốt một năm này, nhà tôi tham dự đoàn Liên Hoa học Phật nên đã hiểu rất nhiều. Dần dần, đối với chú Đại Bi sinh khởi tính tâm tôi bắt đầu trì tụng chú Đại Bi. Vì nghe nói, mỗi ngày trì 108 lần, cộng thêm ba biến tâm kinh, có thể siêu độ cho người mất rất vi diệu. Từ đó về sau, tôi chuyên trì chú Đại Bi và tụng tâm kinh để hồi hướng trong ngoại. Trong thời gian đó, tôi còn bỏ ra mấy ngàn để phóng sinh cúng thí thực cho ông. Có lần còn ấn tống kinh địa tạng để cầu cho ông tháng 10 tôi đi Nam Sơn tự về rồi thì lại mơ thấy ông ngoại. Ông không còn vẻ buồn bã suy sụp như trước đây nữa mà ăn mặc rất đẹp, trang nghiêm, dùng nhang sáng rỡ. Ông nhìn tôi mỉm cười sung sướng. Từ đó về sau tôi không còn mơ thấy ông ngoại nữa. Tôi biết ông đã giảng sinh cõi lành rồi. Trần Minh Anh Lời Người Dịch Ngài Khư Vân là một vị thánh tăng ngôn hành cao khiết. Cuộc đời Ngài có rất nhiều điều thần bí. Khi Ngài giếng núi kê túc thì chuông mỏ tự ngân. Lên chùa cao đảnh thì lan tiên tỏa hương thơm ngào ngạt. Lúc giảng kinh thì cây khô sống lại mài trổ sen. Rau cải trong giường trổ sen. Thậm chí tất cả nến thấp trong đạo tràng cũng nở hình sen. Cầu mưa được mưa, cầu tuyết được tuyết toàn tính gì đều có thần ngầm phò trợ, giúp dời đá lấp sông dân dân. Khi ngài bắt buộc phải đốn cây cổ thụ, thì cây đổ cũng lựa hướng bình an cho chùa. Lúc nhật nhắm vào chùa ngài dội bơm, thì bơm lại rơi xuống chỗ vắng, không thiệt mạng ai, nhưng phi cơ nhật tử nạn, dở nát. Nhật sợ đến độ sau đó, hệ có việc phải bay thì cũng đi đường vòng chứ không dám bay ngang chùa ngài. Công vật nào được ngài quy y thì lập tức ăn chay. Tánh hung dữ, khiếu chiến, bỗng chuyển thành hiền lành. Bò cũng tìm đến ngài cầu cứu. Hổ cũng biết tìm ngài cầu giới. Thọ thần Long Dương đều khóa hiện thân người tìm tới xin thọ giới. Thở ban đầu, vào năm 43 tuổi, Ngài phát tâm triều lễ núi Ngũ Đài, ba bước lại một lại, lễ Đức Văn Thù suốt từ Nam đến Bắc để cầu báo ơn cho mẹ Ngót ba năm mới đến nơi Điều đáng nói là giữa đường Ngài bệnh nặng suýt chết Khiến Bồ Tát Văn Thù chịu hết nổi Phải xuống trần dưới thân phận Gã ăn mày để cứu Nguy Gánh đồ nấu nướng Phụ việc cho Ngài Dưới đây là một Giai thoại ly kỳ Về việc Triều Sơn của Ngài Lúc này có lẽ Ngài gần trăm tuổi Do đệ tử Ngài kể lại mà tôi may mắn được đọc đến xin chia sẻ phúc duyên này cùng độc giả những lần triều sơn cùng ngài khư vân hôm nọ tại núi nhạn sĩ sí thuộc xuyên bắc chúng tôi gặp một bầy khỉ chẳng biết chúng phát thiện tâm hay có tính hiếu kỳ mà có mấy con leo lên cây hái quả ném xuống còn hướng về chúng tôi kêu chí chóe khi chúng tôi tiến đến lượm trái cây thì thấy một con khỉ rất to giống như khỉ chúa vừa kêu vừa đưa tay ngoắt ra dấu với chúng tôi Ngài Khư Vân giải thích. Con xem, nó muốn chúng ta căng bao ra khứng đấy. Chúng tôi dò mở bao ra. Bầy khỉ ở trên cây liền hái quả ném xuống. Chúng hái lựa toàn quả ngon. Khi chúng tôi ăn trái cây, chúng ở trên cây nhìn xuống kêu vang lộ vẻ rất vui sướng. Hòa thượng Hư Vân nói, thật dễ thương quá. Nhưng chuyện này chưa phải là lạ vì sau đó chúng tôi còn gặp mấy chuyện ly kỳ hơn trong suốt hành trình đi cùng Ngài Khư Dân. Cầu Bắc Qua Vực Thẩm Một ngày nọ, chúng tôi đang đi trên núi Vĩnh Phong thì bị lạc lối cùng đường, vì phía trước là một vực thẳm rộng hơn 10 mét, nhìn xuống sâu hung hút không thấy đáy, xem như không thể nào đi qua bờ đối diện bên kia. Lúc này trời dần tối, hết cách xoay sở nên chúng tôi đành ngồi xuống tỉnh tọa, bắt đầu thời khóa tu, chuẩn bị qua đêm ở đây. Ngày lúc đó một trận cuồng phong nổi lên. Đến khi gió lặng thì bỗng thấy bờ bên kia núi xuất hiện một con mãng xà khổng lồ, bề ngang gần nửa thước, miệng há to như cái chậu. Sư phụ bảo tôi, Thánh An, chúng ta có thể đi qua vực thẳm được rồi. Lúc này tôi thấy con đại mãn xà, miệng há to, lưỡi lo le, mắt nhấp nháy, đầu khướng về chúng tôi gật gật. Tôi sợ rụng rời khi nghĩ đến cảnh nó sẽ ăn thịt mình. Tôi quay lại thưa với sư phụ. Có phải ngài nói đùa với con không? Có chắc là nó sẽ không ăn thịt chúng ta chứ? Hòa thượng hư dân mỉm cười bảo. Đừng sợ, đó là Bồ Tát sẽ nói đến giúp chúng ta. Sư phụ thấy tôi vẫn còn sợ, nghe báo tôi nhắm mắt lại và nắm tay tôi dắt đi. Tôi hí mắt nhìn. Thấy cảnh con đại mãng xà dương đầu qua vực thẳm, nằm mọc xuống giống như tư thế bắt cầu. Hòa thượng hư dân bước qua trước, tôi cũng nói gót theo sau. Có cảm giác như đạp trên chiếc cầu to có độ đàn hồi vậy. Cuối cùng, chúng tôi qua được bờ đối diện. Lúc này mới phát hiện con mãng xà này dài quá sức tưởng. Vì tôi không nhìn thấy đùi nó nằm ở đâu Đi qua bờ sông rồi Thì hòa thượng hư dân liền ngồi xuống tụng kinh Một trận gió nổi lên Khi chúng tôi mở mắt ra Thì không thấy mãng xà đâu nữa Tiếp tục đi khoảng chừng một dặm Tức khoảng một cây số Thì đến một thôn Tên là Tây Tiêu Thôn Có tám mươi hộ dân sống trong đây Chúng tôi ngủ lại ba ngày hơi ấm giữa rừng. Còn một lần nữa, khi chúng tôi đi vào vùng sơn lâm nguyên thủy, núi này có tên là Hổ Khâu Sơn, thì bỗng dưng khí trời thay đổi, gió bụi nổi lên mịt mù, trời càng lúc càng tối, nơi đây phía trước không có thôn làng, phía sau chẳng có quán xá, chỉ có tiếng gió vụt vù. Một lát sau, mưa trút xuống ao ạt, bằng đá rơi đầy, một hồi sau mới tạnh. Cơn mưa lớn qua rồi, khắp nơi ẩm ướt, đường trơn trợt. Trời mỗi lúc một tối, thế là chúng tôi đành trú ngủ tại đây. Tôi đi lấy nước, kim ít củi để nhóm lửa nấu nước. Do chúng tôi ai cũng mặc đơn sơ, lại bị một trận mưa to giáng xuống, nên toàn thân đều ướt và lạnh. Tôi vừa nấu nước vừa thổi nữa thì bỗng nghe có tiếng hổ rống to. Chỉ nghe âm thanh chứ không nhìn thấy hổ, nhưng một tiếng rống lên lại được mấy tiếng rống khác hòa đáp hưởng ứng theo. Cô bộ không phải chỉ có một con hổ. Sư phụ thêm mặt mày tôi biến sắc liền nói Lại nha càng nữa rồi. Số chúng ta trừ hết thì sẽ sống mà. Nếu mạng tận thì mới làm thức ăn cho hổ. Con hãy tới gần đây nương vào ta nè. Như vậy con sẽ không sợ nữa. Do chúng tôi quá ngọ không ăn giờ đành uống nước nóng lót dạ và ngồi tựa vào nhau. Tôi khi đó còn nhỏ lắm, bởi đi đường quá mệt nên chốc lát là ngủ say. Đến nửa đêm tôi cảm thấy càng lúc càng ấm, vừa mở mắt ra thì... Ôi trời ơi, hiện có sáu con hổ bự đang dây quanh chúng tôi. Đã vậy, Hòa Thượng Hư Dân còn đưa tay vuốt về đầu con hổ chúa to nhất nữa chứ. Lúc này đầu óc tôi thật sự hoang mang vì không biết mình đang mơ hay là tỉnh lẽ nào tôi đang nhìn thấy cảnh hổ phục la hán đã ba lần tôi định đứng dậy nhưng sư phụ đều ngăn lại không cho tôi đứng lên nghe bảo tôi hãy mau niệm kinh nhiếp tâm được một lát tôi lại thiếp đi trời sáng khi tôi thức dậy sư phụ cười bảo đêm qua con sợ lắm hả là sơn thần đến thăm đấy Đón và đưa Ở Ngũ Đài Sơn có một câu châm ngôn Bồ Tát đối với người khẩu duyên thì Xa tiếp 800 tiến đến ngàn dặm Đương nhiên, chung quanh Ngũ Đài Sơn khoảng 800 dặm Không hề có thổ phỉ Hôm đó chúng tôi đang dừng nghỉ Đồng ngồi trò chuyện Hòa Thượng Hư Dân giải thích cho tôi hiểu các chuyện đã xảy ra Ngài nói Khi đó chúng ta gặp không phải mãng xà đâu, mà chính là rồng. Còn khi ở trên núi, loài chúng ta gặp cũng không phải là hổ, mà là vương báo. Con xem, khi lên gần đến ngũ Đài Sơn thì sẽ có người tiếp chúng ta. Hôm đó trời đầy sương, sư phụ hơi bị choáng đầu. Chúng tôi nghĩ một chút thì lại lên núi tiếp. Đi tới lưng chừng núi thì bỗng thấy phía trước sáng rực, giống như có ánh điện quang vậy. Hòa thượng Hư Vân liền bảo chúng tôi hãy mau mau quỳ xuống đảnh lễ. Lúc này, thấy trên sườn núi xuất hiện Bồ Tát Văn Thù. tay cầm phất trần phe phẩy, giống như muốn nói gì đó. Cảnh tượng này kéo dài 5 phút. Quả thực là Bồ Tát Văn Thù có hiện đón chúng tôi thiệt. Điều này khiến chúng tôi mừng vui, toàn thân như được tăng thêm sức mạnh. Cả ngày lộ bộ, ngót mấy cây số. Bữa trưa không ăn, mà giờ cũng không thấy đói. Đến tối chúng tôi mới tới chùa Hạ Phong và ngủ lại đây hai ngày. Sau đó khi chúng tôi ra về, rời khỏi ngũ đài chừng khoảng 30 dặm thì thấy sườn núi bỗng dưng sáng rực ánh Phật Quang. Có một lão thái thái từ trên đi xuống, từ xa đã nghe tiếng hỏi chúng tôi. Có mệt không? Lúc này đang là mùa thu, bà lão lấy từ trong giỏ ra mấy trái hạnh to tặng cho bốn người chúng tôi. Bà nói, ăn trái thứ nhất thì không đói, ăn trái thứ hai thì không khác, ăn trái thứ ba thì hết mệt, ăn trái thứ tư thì toàn thân nhẹ nhàng, tâm tình thư thái. Tôi nhận quả hạnh xong, nhìn lại thì không thấy bà lão đâu nữa. Lúc này chúng tôi mới hiểu ra, đây nhất định là Bồ Tát Quan Thế Âm đã giúp chúng tôi bởi vì lúc đó là tiết thu, mùa thu thì làm sao có trái hạnh. Nhưng trong tay chúng tôi rõ ràng đang có trái hạnh. Trái hạnh này ăn xong rồi, đúng là mấy ngày không thấy khác, cũng chẳng thấy đói, tinh thần cực kỳ tốt. Đây là những kỷ niệm hy hữu khó quên trong những lần chúng tôi triều sơn cùng Hòa Thượng Hư Phân. Thánh An Bồ Tát cảm ứng mẹ tròn con vuông. Tháng 3 năm 2006, vợ tôi mang thai, cả nhà đều mừng. Lúc đó, tôi đối với Phật giáo chỉ có mỹ cảm, kinh Phật cũng chưa từng xem qua. Trước đây đã có lên ngũ đài sơn và hai lần được cảm ứng. Lần đầu vào năm 1999, tôi mới tốt nghiệp đại học và đi làm được hai tháng tình cờ được lãnh đạo công ty dẫn lên ngũ đài sơn. Lúc đó tôi chưa biết Phật Pháp, nhưng vô chùa hay thấy tượng chư Phật Bồ Tát, thì tự nhiên phát tâm lễ bái cúng dường. Sau đó, chưa đến ba tháng, tôi được công ty đề bạc làm lãnh đạo trung tầng. Năm sau, lại thăng làm giám đốc đại khu. Tôi luôn cho rằng mình được Bồ Tát văn thù gia trì. Một ngày năm 2005, mang tâm tình cảm ơn, tôi cùng tổng giám đốc lái xe lên ngũ Đài Sơn. Trên đường tôi luôn niệm Nam Mô Phan Thù Bồ Tát. Khoảng 9 giờ tối thì xe chúng tôi bị nổ lớp trên con đường vắng vẻ không người. Hình như không còn xăng, không còn tín hiệu chi. Trời tối thui, đưa tay ra không thấy nằm ngón. Chúng tôi lầy hoài suốt một tiếng mà không biết làm sao. Bạn bè rất sợ gặp sói và lũ cướp nhưng trong lòng tôi nhờ niệm Bồ Tát nên cảm thấy an tĩnh, không sợ. Khoảng hơn 10 giờ, bỗng có một chiếc xe chạy qua. Tài xế thấy chúng tôi vẫy tay, liền xuống xe giúp đỡ và cho thêm dầu. Nhờ vậy mà chúng tôi lái cầm cự đến được trạm đổ xăng. 11 giờ thì lên tới núi. Sau vụ này, ông Tổng nói, hên là chúng ta không đi đường cao tốc, nếu không sẽ bị nổ lớp ác sẽ xảy ra tai nạn. Nhưng lái xe ban đêm giữa đường rừng rậm như vậy, gặp tình huống này thông thường các tài xế hay sợ và e dè không dám xuống xe giúp cho đâu. Vậy mà chúng ta lại được họ giúp mau lẹ, sốt sắn, quả là may ngoài sức tưởng. Lúc đó tôi thầm suy đoán, ác là do quá thân Bồ Tát Văn Thù cứu độ, vì giai thoại ngày khóa hiện cứu người chân thành đi triều lễ, tôi đã nghe kể qua khá nhiều. Từ đó đến nay đã hơn 6 năm, lòng tôi đối với chư Phật Bồ Tát cảm thấy rất thân thiết, gần gũi. Hôm biết tin vợ mang thai, tôi vào tiệm sách tình cờ thấy cuốn kinh địa tạng bằng văn bạch thoại, liền dẫn ra xem. Thế nơi phẩm sáu, chỗ như lai tán tháng, giảng là Nếu tụng kinh này có để khiến người mẹ sinh con an lạc, được lợi ích, phúc báo tăng thêm, tôi mừng vô cùng. Lúc đó tôi đối với Phật Pháp chưa hiểu sâu, lại lười ăn chay, cho nên mỗi ngày chỉ tụng một phẩm, chẳng có tinh tấn gì. Đến tháng 9, vợ tôi về Thượng Hải. Tuy ở Thượng Hải có rất đông sản phụ sinh con, nhưng chúng tôi may mắn tìm được một chỗ trong diện quốc phụ Anh, là bệnh viện phụ sản ưu tú của quốc gia. Đúng ra chúng tôi thuộc dân phố Đông thì không được phép sinh con ở đây, nhưng chẳng biết vì sao, khi bác sĩ khám xong lại cho phép vợ tôi được sinh ở đây. Trong thời gian này, tôi kiên trì mỗi ngày tụng một phẩm kinh địa tạng. Thầm nghĩ, đây chính là thai giáo rất tốt. Bây giờ nhìn lại thầm tiếc. Nếu như lúc đó mỗi ngày tôi chịu khó tụng một bộ thì sẽ tuyệt hơn. Đến lễ quốc khánh, cách ngày sinh chỉ còn một tháng. Bác sĩ kiểm tra thấy tim thai không được bình thường bảo vợ tôi cần phải nhập viện để tiện quan sát. Ngày nào kiểm tra thết kết quả cũng không bình thường. Chích thuốc, thuốc sinh cũng không hiệu quả. Bác sĩ thông báo cần tham khảo phương án sinh mổ. Tôi rất lo, nghĩ đến Bồ Tát Địa Tạng liền cầu ngài gia trì mẹ con bình an. Hàng ngày ăn cơm tối xong, tôi ở trước đầu giường vợ mình, tụng thầm bộ kinh Địa Tạng. Mỗi ngày khi đến thăm bệnh viện, hay đi trên đường, tôi luôn niệm danh Bồ Tát Địa Tạng. Thấm thoát đã đến ngày sinh nở. Trong thời gian này, vợ tôi nằm viện hai lần. Chứng kiến bao bà mẹ đi sinh con rất khó khăn, hiếm ai sinh dễ. Trong đây các sản phụ toàn là sinh mổ, hơn nữa còn phải trải qua 24 tiếng bị đau đớn dày dò trước khi sinh. Vợ tôi thấy vậy, lòng càng thêm rầu. Tôi cũng lo sợ theo, và thấm chí cảm thông cho những nỗi đau mà người sắp làm mẹ phải chịu. Chào ôi, muốn có một đứa con quả là gian nan vô cùng. Vợ tôi hy vọng vừa chính thì rụng, nghĩa là nếu con được sinh ra thuận lợi thì tốt. Nhưng bác sĩ đề nghị nàng nên sinh mổ. Tôi cũng nghĩ thế, vì nhiều bác sĩ đều nói muốn sinh thuận lợi, đều phải trải qua một trận đại gian nan như thế này không biết vợ tôi còn phải chịu bao nhiêu khổ hình nữa. Một tuần trước khi sinh, thai nhi vẫn chưa có động tĩnh gì. Hơn nữa khi chẩn khám thấy tim thai không ổn, tôi chẳng còn cách nào khác chỉ biết âm thầm tụng kinh địa tạng. Trong lòng luôn cầu Bồ Tát gia trì. Gần ngày khai hoa, vợ tôi đã chích thuốc thúc sinh, nhưng chẳng thấy hiện tượng gì là sắp sinh. Bác sĩ đề nghị sinh mổ, nhưng vợ tôi kiên trì đòi sinh tự nhiên chiều đó tôi về nhà nghỉ ngơi lòng buồn bã nhủ thầm tiểu oan gia con hãy mau sinh ra đi chứ đừng hành khổ mẹ con nữa một tiếng sau từ bệnh viện mẹ vợ tôi báo tin đã có biểu hiện sắp sinh tôi vội chạy như bay đến rất nhanh vợ tôi đã được đưa vào phòng sinh thế chung quanh các sản phụ đa số đều phải trải qua mười mấy tiếng thậm chí còn nếm thống khổ suốt thời gian dài đăng đẳng rồi con mới sinh ra tôi biết lúc này có rầu lo cho mấy thì cũng không thể giúp được vợ mình nên không thèm giọng tưởng nữa tôi ngồi xuống bằng ghế trước cửa phòng sinh chí thành tụng một hơi ba bộ kinh địa tạng cầu chư phật và bồ tát địa tạng vương gia trì khiến vợ tôi sinh con bình an đứa bé được khang kiện mạnh khỏe Bốn tiếng sau, khi tôi vừa tụng xong ba bộ kinh, thì con gái cũng vừa chào đời. Khi con gái tôi được 9 tháng, thì bé bắt đầu tập đi. Đến hôm nay đã được 13 tháng, bé lành lợi, dung mạo khả ái, thể chất cực kỳ tốt đẹp, hầu như không bị bệnh gì. Có điều do bé quá khỏe mạnh và sung sức, khiến mẹ nó mệt nhoài khi chăm nom. Nhưng thà cực vì con quá sung sức mà khiếu động, còn hơn là phải lo rầu vì nó thể lực yếu tóm lại do tôi và vợ trường kỳ không biết tích phúc tạo nghiệp chướng tương đối nặng nên suốt trong quá trình sinh bé gặp nhiều việc rất phiền may mà tôi có duyên lành được biết đến kinh địa tạng và siêng tụng kinh này còn chí thành niệm danh bồ tát địa tạng nhờ vậy mà vợ tôi không phải mổ sinh con được thuận lợi đứa bé cũng không hề vì sức khỏe cha mẹ kém mà bị ảnh hưởng theo tóm lại là cháu rất xinh khỏe dễ nuôi đem chuyện của mình chia sẻ cùng mọi người tôi muốn nhắn nhủ rằng nhờ sự gia hộ của chư phật và bồ tát mà vợ chồng tôi đạt được lợi ích cực lớn hơn nữa sau này có rất nhiều thiện duyên phát sinh tôi được gặp thiện tri thức chỉ dạy phật pháp biết quy y tam bảo thực hành phóng sinh phát nguyện ăn chay. Hơn nữa, tôi còn bỏ thuốc, cai rượu thành công. Tôi thệ nguyện nghiêm trì giới luật, dứt ác tu thiện, bỏ mặn, ăn chay trường và thu được nhiều lợi ích bất tận, không thể kể hết. Ngoài trừ cảm ơn, tri ân ra, tôi chẳng biết nói gì khác. Chỉ nguyện ráng tu cho tốt, làm lợi cho nhiều chúng sinh để có thể báo đáp ơn chư Phật, Bồ Tát trong muôn một thành lâm